Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đang gặp một con TV Capper nha, 65UG6000. Cái con này thì nó bị lỗi màn thì mình đã xử lý được rồi. Thế bây giờ mình hướng dẫn các bạn là lấy cái thông số ở trên cái con này để ngày mai các bạn có cái thông số các bạn sửa nha. Mình trước tiên là mình bật nguồn đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đo xem các điện áp trên này bao nhiêu vôn nha. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một con ổn áp 3 chân này không? Chân 3 là chân vào này, nó được 3V3 này. Đấy. Chân này được 1V8 này. Để cho em to lại gần. Đây có một con ổn áp nữa này, kết hợp cuộn dây không? Dây giữa, dây giữa. Đấy, thì đầu bên này nguồn nuôi của IC này. Thường thường nó sẽ nằm ở các con tụ to này các bạn. 3V3 này. Cái nguồn ra thường thường nằm ngay đầu bên này cuộn dây này. Nó được 1V này. Có nghĩa đây là con ổn áp 1V nhá. Còn con này là con ổn áp là 1V8 nhá. Tiếp tục ra đây có một con ổn áp này. Con ổn áp này thì khả năng đây là con ổn áp 12V, bởi vì là chúng ta nhìn thấy gần cái rắc màn hình không? À không, con này là 1V các bạn. 1V. Kết hợp với cuộn dây bên này. Còn con IC bên này. Nguồn nuôi thường thường là những cái con tụ to này đúng không? Đây là 12V vào này. Để lấy ra đầu bên này là 1V này. 1V nhé. Tiếp tục ở đây chúng ta có một con ổn áp nữa này. Kết hợp với cuộn dây này đúng không? À, thì đầu bên này của nó này cũng là ổn áp 1V. Có rất nhiều ổn áp 1V nha. Tiếp tục đây có một con ổn áp nữa này. Vào 3V3 ra đây này. 1,5V này. Đây là ổn áp 1V 50 gram này. Tiếp tục đây có một con ổn áp nữa này. Kết hợp với cuộn dây này. Mà mình sẽ đo đầu bên này. Cũng là 1V 5 các bạn. Đấy. Tiếp tục đây có một con ổn áp nữa này kết hợp với cuộn dây này đúng không? Chúng ta sẽ đo đầu bên kia cuộn dây. Đầu ra nhé, đây bên này. Được 5V, đây là ổn áp 5V nhé. Tiếp tục đây lại có một con ổn áp nữa này. Kết hợp với cuộn dây này, đo đầu này cuộn dây này. 3V 3. Tiếp tục đây có một con ổn áp nữa này, đúng không ạ? À, đây vào đây. 5V này, ra đây này. Cũng 3V 3. Đây có một con ổn áp nữa này, đúng không ạ? Vào đây. 5V ra đây. Cũng là 3V 3, rất nhiều đường 3V 3 các bạn. Đấy. Thì đây chính là các cái ổn áp trên cái con TV Capper này nhá. Còn đây là thuộc cái hệ thống, đây là cái thuộc hệ thống loa rồi. Đúng không ạ? Đây là IC tiếng này, muốn biết này chúng ta lần được jack loa này, nó sẽ đi vào đây. Đây đây. Tức là con này có rất nhiều các cái đường nguồn giống nhau đúng không? Nó trùng lập nhưng mà các cái đường nguồn nó sẽ nuôi cho các phần khác nhau. Có những cái phần mà nó ăn 3V 3 nhưng mà nó ăn dòng cao. Còn những cái phần thì nó ăn 3V 3 nhưng lại dòng thấp nha các bạn nhé. Đấy. Còn nếu mà đây là cái tay con nó các bạn này. Cảm ơn em. Tay con nó này, để mình đo các bạn một số cái điện áp trên tay con nhé. Trước tiên thì áp nguồn vào này, chỗ này này. Nó là 12V nhé. Đấy. Đây là con ổn áp này. Chỗ này được 1V 8 này. Vào nó là bao nhiêu đấy? Vào là 3,2V này. Đấy. Vào 3,2 ra 1V 8 này. Ở đây chúng ta có một cái cuộn dây không? Thì ngay đoạn này chúng ta đo này. Nó được là âm 14V VGL đấy. Đúng không ạ? Tiếp đây có cuộn dây này, đo đầu này cuộn dây này. Được 16V. Đây cuộn dây này, đầu này cuộn dây này. Đo được 3,2V. Đây cuộn dây đầu này cuộn dây này. 1,1V. Tiếp tục đây đây có một cái đường nó VGH các bạn thấy không? Đo đầu này VGH này nó được 29,75V. Được qua này. Thì là đây có cuộn dây đo đầu này cuộn dây xem bao nhiêu. Được 12V nha các bạn nhé. Thì đây chính là các cái điện áp ở trên cái con TV Capper này nhá. Con này con 65 in nhá. Đấy, nó bị lỗi màn và mình đã xử lý rồi. Đây model nó này. 65UG6000. Đấy. Máy là ảnh nó đẹp rồi nhé. Ok nhé, chúc các bạn làm thành công nhé. Đổi con nhà mình lại. Chết màn này. À, thì bạn nào mà học TV thì đăng ký mình luôn nhé. Nâng cao và hoặc là học từ đầu cũng được. Hôm nay mình chuyên cho mạng TV thôi, đâm ra mình ít quay các cái clip lại khác đó. Thỉnh thoảng thì mình sẽ quay một số clip để phục vụ các bạn. Đây, như cái chỗ này để đóng chip này, làm chip này, làm main này, làm bo vỉ đây, là phần mềm đây. Các bạn khi học ở đây thì các bạn sẽ được mình tặng cho một cái dữ liệu trong ổ cứng nhé. Khoảng độ 1T, giá trị nó rơi khoảng độ tầm 5-6 triệu đấy. Dữ liệu. Đây, rất nhiều TV đợi to luôn các bạn. Bạn học đây thì tha hồ mà thực hành luôn. Tội
anh em thợ khá đông. Rồi.